Hiệu con tên là Phạm Thu Đào, con ngủ ở Đài Loan được 17 năm. Thì năm 2011 á, con phát hiện là con bị ung thư ngực. Thì con đi điều trị về Tây y, tại lúc đó thì con chưa biết về thực dưỡng. Con đi điều trị Tây y là vô thuốc gì đó, ở đây kêu bằng vô thuốc gì con cũng không biết. Ở đây kêu bằng hóa trị ạ. Vô hóa trị thì các vị biết rồi đó. Thì khi mà mình phát hiện ung thư thì ai cũng tưởng như là mình sẽ chết thôi. Thì lúc đó thì con cũng nghĩ điều đó. Đó, con xin thưa là như vậy. Con điều trị 6 lần thì tóc rụng hết. Nhưng mà bây giờ khi con ăn thực dưỡng được, con không biết thực dưỡng là cái gì hết. Thì hôm đó người bạn của con á, nó mới điện thoại qua nó hỏi con chứ ủa sao lâu quá không về Việt Nam chơi. Thì con mới nói chứ bệnh nặng quá làm sao về được. Thì bạn nó cũng không hỏi gì hết á. Nó chỉ nói ăn gạo lứt muối mè đi. Nó chỉ nói vậy thôi. Cái con mới không hiểu gạo lứt muối mè là cái gì luôn. Xong cái con mới đi lại Phật. Thì đi lại Quán Thế Âm Bồ Tát á, bằng đêm 12 giờ đêm á, con ra trước cửa con thắp nhang. Xong rồi có con nguyện, con nói chứ xin Bồ Tát cho con gặp cái phương pháp nhiệm màu nào đó để rằng mà cho con điều trị cho con hết bệnh để con nuôi hai đứa con của con, tại vì chồng con mất sớm. Xong cái đúng sự thật, cái người bạn của con nó mới gửi cho con một cái đĩa của thầy Tại Hải ăn thực dưỡng gạo lứt muối mè. Mà con coi á, thực sự con cũng không mấy gì hiểu nữa, con chỉ nghe ăn số 7 số 7 thì con cũng nghĩ thôi ăn số 7 đại đi. Cái con cũng ăn được 3 tháng thì con cứ ăn một ngày 3 chén cơm. Cứ sáng một chén, trưa một chén, chiều một chén vậy đó. Nước thì uống rất là ít. Thì con ăn cỡ 3 tháng mấy á thì con ốm 10 kg. Lúc đó ốm thì ghê dữ lắm, đi không nổi luôn. Xong cái con cũng lại Phật hoài, cái xin Phật cho con gặp Bồ Tát đó. Bây giờ con gặp được chú Tài là Bồ Tát sống của con. Dạ. Đó, cái con về Việt Nam cái con mới cũng nhờ ơn Phương Lan, cũng nhiều người giới thiệu là tiệm Phương Lan. Mà lúc đó con còn ngu nữa, không biết đâu, cái cũng nghe nhiều lắm, nói tóm lại là ai mà nói cái gì mà ăn uống mà cho nó lành bệnh là con mừng lắm. Xong cái đầu hả con nghe người ta nói uống nước dừa đó, là tức là nước nước dầu dừa. Dạ, nước dầu dừa để nào trị bệnh ung thư. Thì bắt đầu là con cứ uống 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 khoảng chừng một tháng là bắt đầu cái cuống họng của con nói không được, nói chuyện không có được, rồi cái đầu nó sưng hai bên lên mà con không biết gì hết. Cái con qua Phương Lan con nói với Phương Lan chứ ủa giờ chị giờ sao giờ chị, cái chị Lan chị giới thiệu cho thầy Tài, chị nói chứ kiếm thầy Tài đi, thầy Tài chỉ cho một cái cách là ngậm cái diêm họng hạt. Dạ, cái con mới về con mua mua cái đó về uống về ngậm. Ngậm xong cái khoảng chừng 3 ngày sau cái nói được mà cũng chưa nữa, tại vì nó mọc mủ hai bên đây dữ lắm luôn mà con cũng không biết. Cái con đi bác sĩ cái bác sĩ nặng ra đó ghê lắm đó. Dạ đó, cái đầu bác sĩ nặng ra cái con ngậm thêm cái viêm họng hạt đó được vài ba lần nữa thì nó hết luôn tới bây giờ đó. Thưa quý vị là ăn thực dưỡng thật sự á nó có nhiều cái trắc trở dữ lắm, thì mình không biết gì hết, thì mình không có thầy không có ai giúp mình là mình không có biết, cho nên nhờ được cái phương pháp của thầy Tài với thầy Hưng á thì xin quý vị hãy nếu ai mà muốn cho mình hết bệnh thật sự á, thì hãy đi theo cái phương pháp này. Dạ đó con á, thì con đúng là con ở Đài Loan thì con không biết gì hết đó, thì con mới điện cho thầy Tài rất là nhiều lần, thầy Tài dạy cho con uống phục hồi sinh lực đó, rồi xong rồi dạy cho con cái cách áp dụng thực dưỡng cho nó đúng cái quân bình âm dương đó, thì từ đó thì con mới ăn theo phương pháp của thầy Tài được khoảng chừng không tới 2 năm á, sức khỏe của con rất là tốt. Con ăn thực dưỡng hiện nay là được 4 năm mấy rồi. Dạ. Cái lúc ăn số 7 với sau đây là ăn theo phương pháp của ông Trần Ngọc Tài. Dạ, xin thưa với quý vị là con ăn phương pháp số 7 3 tháng mấy á, thì con rất là ốm mà sức khỏe không có tốt đâu, tại vì đúng sự thật là nó đâu có đủ chất gì đâu mà tốt. Còn Tài hướng dẫn thì chị ăn
Em chỉ biết là ăn giống như mình đánh võ vậy á, ăn ra ăn vô, ăn 3 ngày ăn số 7 xong rồi bắt đầu ăn 3 ngày ăn số 7 xong rồi ăn ra rau củ, ăn súp rồi xong rồi ăn miso natto, nhất là natto rất là tuyệt vời. Tại vì lúc đó con rất là ốm, con ốm xuống tới 10 kg mười mấy kg lận. Dạ thì con dùng natto TK, nhưng mà về bệnh của con á, là xin thưa với quý vị là nhớ là khi mà các phương nhìn theo cái cuốn sách 33 câu là các bệnh gì không được dùng mè và các bệnh gì sẽ được dùng mè. Dạ về bệnh của con á, thì không được dùng muối mè, cho nên phải ăn TK khô chứ không có được dùng TK xào dầu. Thưa chị, là sau khi ăn theo các phương pháp của ông Trần Ngọc Tài con tháng thì chị đi xét nghiệm lại. Dạ. Nó diễn biến trong cơ thể tôi được biết là tôi là của một người thực hành thực dưỡng, thì tôi biết là khi mình ăn thực dưỡng á thì nó diễn biến trong cơ thể của chị. Dạ. Rồi nó diễn biến như thế nào, và sau bao nhiêu tháng thì chị đi xét nghiệm lại cái kết quả để có kết quả. Dạ. Con xin chia sẻ với quý vị, thực sự ra đó thì con có viết một cái thư cảm tạ thầy Trần Ngọc Tài là được cách nay được 4 năm rồi, là tất cả trong bệnh tật của con á, thì trong cái thư cảm tạ đó cũng có chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà hôm nay thực sự con cũng có duyên lành được dự cái hội thảo này để chia sẻ với quý vị, tóm tắt thêm một giai đoạn nữa, chút thêm một chút về căn bệnh của con nữa. Đó thì đúng sự thật á, là con ăn thực dưỡng rất là sai lầm, tại vì con lúc đầu là con không có thầy dạy dỗ gì hết, cho nên con uống dầu dừa này kia nọ đó, thì con mới đi khám. 3 tháng sau con đi khám bệnh lại thì bác sĩ cho con biết là ở trong phổi của con có vấn đề, có một cái mục gì đó, thì con rất là sợ, cho nên con mới điện thoại thưa với thầy Tài, thì thầy Tài mới dạy con là đi tắm cát. Dạ, con cũng may mắn là con ở cái khu của con đó, nó rất là gần biển đó, thì con mới thầy Tài dạy con là đi tắm cát, con mới ra biển con tắm cát trong vòng 17 ngày. Lúc đó là bác sĩ nói với con là sẽ chích thuốc cho con rồi làm cái gì đủ thứ, con sợ lắm. Dạ, tại vì con ăn thực dưỡng thì con cũng có nghe nói là không có được uống thuốc, không được chích thuốc gì hết. Thì con sợ quá, thì thầy Tài mới nói đừng có sợ, đi tắm cát đi. Thì mà thiệt, con đi tắm cát rất là tuyệt vời. Con đi tắm cát chôn mình dưới cát 17 ngày. Thì con mới trở lại tái khám, thì bác sĩ cho biết là hoàn toàn không có bị gì hết. Rất là tốt, mà bác sĩ rất là bất ngờ. Tại vì bác sĩ nói là tại sao mà ở trong phổi có một cái u gì đó mà sau bữa nay nó tan đâu mất tiêu rồi. Đó. Có thì em dùng phương pháp là đắp cao khoai sọ. Tại vì đúng sự thật thì em coi sách Osawa cũng nhiều, là tại vì mình bệnh thì lúc nào mình cũng phải tham khảo, nhưng mà coi không mấy gì hiểu lắm. Dạ, đó cũng nhờ thầy Tài, con điện thoại về hàng, nói chung là con cứ điện thoại về kiếm thầy hoài luôn. Con rất là sợ thầy phiền, nhưng mà hả, thầy cũng hoan hỷ cho con. Dạ, con thành thật cảm ơn thầy Tài. Dạ, đó thì con điện thoại về thì thầy Tài dạy con là đắp cao khoai sọ là phải đắp cho dày, là cao khoai sọ là phải đắp tươi chứ đừng có đắp khô không có mấy gì tốt lắm, là theo cái cách phương pháp của con thực hành. Thì đắp cao khoai sọ là phải dày lên một lóng tay rưỡi, là tức là một phân rưỡi dày, nếu hai phân thì càng tốt hơn, mình đừng có tiết kiệm, tại vì mình bệnh thì mình mau cho hết, muốn mau hết bệnh đó. Rồi xong rồi cái bệnh của con thì tức là không có được đắp gừng trước. Dạ, phải dùng cao khoai sọ trước một tuần. Thì nếu mà cảm thấy mà nó đau nhất á, thì con đắp hai lần luôn, một lần 4 tiếng, buổi sáng đắp 4 tiếng rồi buổi tối trước khi đi ngủ đắp 4 tiếng. Tại vì hồi đó con không biết, con đắp nguyên một đêm á, thì nó ngứa mà bằng đêm ngủ không được, nó mất sức dữ lắm. Dạ, đó cho nên là phải... Có cái chỗ sai lầm của cái ung thư ở gần đó cái gì?
đề tài hôm nay mình nói. Ung thư ở ngực rất là nguy hiểm khi lúc đầu tiên đắp nước gừng. Bởi vì luôn luôn cái cặp đắp nước gừng mà cao bên sọ nó đi đôi với nhau, thì trường hợp ung thư ngực cấm đắp nước gừng. Qua giai đoạn sau mà quan nó cho đắp cho 3 cái 5 phút mà thôi, cái này là cái chết. Mà nếu chúng ta sai cái sai một ly nó đi một dặm và không cứu được, cũng như nó ăn muối mè thì nguy to đó. Nhưng mà ung thư ăn muối mè rất tốt quý vị, và ung thư ngực thì cấm. Lúc nữa tôi sẽ nói trên bài để nhắc nhở quý vị cái chỗ này mà bộ mới vừa nói. Ít sức sai lầm nếu lúc đó đắp được nhiều quý vị chết chết dở. Ngoài cái việc mà đắp coi nước đường đó, đắp cao cái sọ và tắm cát thì dạ, chị có dùng trợ phương cát không? Ví dụ như là tham thiền, dạ có. Dạ con cũng xin thưa là con cũng có dùng thực phẩm chức năng, chứ nếu mà con mà không dùng chắc con cũng đi không nổi. Tại vì con quá ốm mà, ốm quá thì đi không nổi. Dạ tại ăn thực dưỡng là mấy quý vị hồi nãy cũng có nghe nhiều về những cô Hồng đồ chia sẻ rồi đó, với anh Thanh Bạch đó. Dạ đó là những cái điều đó là rất là đúng theo cái cách ăn thực dưỡng của con, là con thấy rất là đúng. Là tức là mình ăn thực dưỡng thì mình phải ăn cho nó đúng cái quân bình thì sức khỏe mình nó rất là tốt, mà hả cái sự sống của mình rất là kéo dài. Tại lúc đầu là con cứ tưởng con chết không à, cái đầu tóc của con nó rụng không còn. Hồi xưa lúc mà con khoảng chừng 30 tuổi trở đi là tóc con tóc bạc rất là nhiều. Nhưng mà khi mà xạ trị xong rồi nó rụng hết cái chất cái tóc đó đi, rồi con ăn thực dưỡng, áp dụng phương pháp thực dưỡng, nhờ thầy Tài giới thiệu cho con áp dụng thêm cái phục hồi sinh lực á. Lúc đầu là con cứ uống cái đó đó, con uống cái ARV trước. Thì con lúc đó là chưa có ra ai mâm. Dạ, đó thì con dùng ARV thì một ngày con cũng dùng từ 2 tới 3 viên. Đó, con có đi tập thể dục, sáng thì con đi leo núi hay hoặc là đi ra biển, dạ, tắm nắng, tắm cát. Đêm thì con tập tham thiền, nhưng mà con học thiền không có giỏi lắm cho nên giờ con bái sư phụ của con là thầy Kiệt. Xin thầy Kiệt dạy cho con tọa thiền thêm cho con giỏi thêm nữa. Tại vì nhưng mà thật sự á, con cũng thưa với quý vị là trước kia á, con tóc con là tóc bạc nhiều, nhưng mà sau này con rụng tóc rồi nó mọc lại tóc thiệt. Đây là tóc thiệt, mà tóc thiệt con thực sự không có tóc bạc nữa. Bây giờ kiếm tóc bạc khó lắm. Dạ tại vì mấy người gọi đầu cho con, người ta đi kiếm hoài, người ta kiếm không có gặp. Mấy đứa bạn con nó nói hoài, nó nói ủa em nhớ chị hồi xưa tóc bạc nhiều lắm, ủa sao hôm nay tóc bạc đâu mất tiêu hết trơn rồi. Cái con nói mai mốt chắc nhờ thầy Kiệt dạy con, cái con lột da luôn cái con thành. Thật sự là con kính chia sẻ với quý vị đúng sự thật là cách ăn thực dưỡng rất là tuyệt vời. Nếu mà ai mà biết được cách ăn thực dưỡng này á, là một cái điều may mắn, là cái điều hạnh phúc nhất. Và cho con á, thực sự luôn á, con tưởng đâu là con chết rồi đó, mà hả bây giờ con gặp được thầy Tài, gặp được chú Hưng, gặp được hết tất cả các vị ăn thực dưỡng, con thành thật cảm ơn đó. Thì từ ngày con áp dụng thực dưỡng thì con cảm thấy người mình nó lạc quan hơn, yêu đời hơn và thấy trẻ hơn nhiều. Cô Yến là giám đốc của khách sạn lớn. Dĩ nhiên là quá trình sống làm việc thì cô đủ thứ bệnh hết. Rồi đến khi bế tắc thì dùng thực dưỡng là hết. Xin chào tất cả bà con, xin kính thưa anh Hưng, anh Tài. Hôm nay là cũng rất vinh dự là được các anh mời đến đây để mà dự cái cuộc hội thảo này. Thì thời gian không có nhiều, do đó mà tôi cũng xin là giới thiệu ngắn gọn, rồi có gì thì sẽ tìm hiểu sau. Tôi tên Bùi Ngọc Yến, hiện nay là 59 tuổi. Tôi đang là nghỉ hưu, trước đây nguyên là giám đốc của nhà khách Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Thì nói chung là cái quá trình làm việc của tôi là 30 mấy năm ở trong nhà nước, thì giữ nhiều chức vụ là giám đốc khách sạn quốc tế, rồi phó tổng giám đốc công ty du lịch và giám đốc nhà khách Cần Thơ. Ở đây không phải tôi khoe, nhưng mà ý tôi muốn nói đó là để bà con liên tưởng lại với cái anh Hưng anh Tài nói hồi nãy là về cái môi trường. Bởi vì cái môi trường làm việc của tôi là chức vụ tôi như thế thì luôn luôn là tiếp khách. Mà tiếp khách thì các bà con biết rồi, ăn toàn là những cái món ăn là độc hại không à. Nhưng mà mình tiếp khách mà mình không ăn thì không được.
Cho nên chính vì vậy thì qua một thời gian dài tôi làm việc như thế, thì đến lúc tôi nghỉ hưu, tôi nhận cái quyết định nghỉ hưu khi tôi 55 tuổi đó, thì cái tài sản lớn nhất của tôi mang theo đó là 7 chứng bệnh. Bệnh thứ nhất là huyết áp, bệnh thứ hai là tim, bệnh thứ ba là rối loạn tuần hoàn não, bệnh thứ tư là mỡ trong máu cao, bệnh thứ năm là thoát vị để đệm đốt sống cổ, bệnh thứ sáu là suy tĩnh mạch chân. Và cái cuối cùng mà tôi lo nhất, mà tôi nghĩ cuộc đời tôi có thể là gần như hết, đó là bệnh tiểu đường. Dạ có ạ, 7 bệnh đó là hầu như là trong quá trình tôi làm việc, bởi vì tôi cũng là cán bộ trung cao cấp của thành phố Cần Thơ, do đó mà được bảo vệ sức khỏe quản lý. Thường là nếu tôi lên trên này là khám ở bệnh viện Thống Nhất, còn ở dưới đó là hàng tháng là tôi không bỏ một đồng bạc nào mua thuốc hết, cho nên uống vô tư, uống thuốc Tây vô tư, thậm chí là một ngày tôi phải uống 11 loại thuốc Tây. Cho nên chính vì thế mà nó đẻ ra là cái tài sản của tôi cuối cùng đó là tôi mang theo nghỉ hưu là 7 bệnh. Thì trong quá trình tôi làm việc đó, một năm có thể đi cấp cứu khoảng 3-4 lần. Lý do là những cái ngày mà tiếp khách này khác rồi ăn uống rồi rượu bia rồi chút đỉnh đó, thì nói chung là đi cấp cứu thường xuyên, gần như một năm 3-4 lần là thường xuyên. Đó. Cho đến khi là tôi gặp được anh Hưng về, thì anh Hưng cũng là khách của nhà khách của quỹ ban. Anh Hưng cũng có khuyên tôi về vấn đề theo thực dưỡng và uống cái thực phẩm chức năng của Úc. Nhưng mà xin thưa với bà con là bởi vì trong quá trình làm việc thì hoàn cảnh tôi nó hơi đặc biệt một chút, đó là ông xã tôi mất lúc con bé nó mới có 7 tháng thôi, cho nên là vừa tập trung làm việc vừa phải lo nuôi con, do đó thời gian chăm sóc cho bản thân tôi hầu như không có. Mà chế độ thường xuyên là bởi vì làm giám đốc, thành ra là tiêu chuẩn có, thì cứ trong đó tới giờ thì người ta nấu, người ta mời giám đốc ăn thôi, cho nên là cứ ăn vô tư thì đâu có thể nào mà ăn theo thực dưỡng được, và cũng không có thời gian để làm chuyện đó nữa. Nhưng mà khi nghỉ hưu rồi á, thì cầm cái xét nghiệm mà kết luận tới tiểu đường mà anh Hưng đã cảnh báo với tôi rồi, nếu cô Yến tiếp tục uống tiểu đường nữa, uống thuốc tiểu đường nữa thì cô Yến suy thận. Thì tôi lúc này là tôi giật mình, là bởi vì con tôi hiện nay thì nó chưa có gia đình, nó đang theo học thạc sĩ ở bên Úc, mà một mình tôi mà bây giờ bệnh tật tôi phải chiến đấu, rồi ở nhà một mình ban đêm ban hôm mà bệnh, thì tôi thắc mắc với bác sĩ là tại sao tôi càng đi bác sĩ tôi càng bệnh nhiều, mà bệnh nào thì bác sĩ cũng nói mang theo suốt đời hết. Cho nên chính vì vậy đó là tôi uống thuốc một ngày 11 loại thuốc Tây. Thì khi mà tôi gặp anh Hưng với chị Hưng lần cuối cùng, thì khi tôi nghỉ hưu đó tôi mới đưa kết quả xét nghiệm rồi hết cho anh Hưng xem. Thì anh Hưng nói chết cô Yến ơi, cô Yến tiếp tục, cô Yến theo thuốc Tây, cô Yến không đổi cách ăn uống nữa, cô Yến chết. Trước đây thật sự tôi nghe anh Hưng giải thích thì tôi cũng thấy có lý, nhưng mà do điều kiện mình không theo được. Còn bây giờ tôi quyết định khi tôi nghỉ hưu rồi tôi không làm thêm một thứ gì hết, bắt đầu tôi tập trung lo trị bệnh. Bắt đầu ăn là từ cuối năm 2013, và cái ngày đó là cũng cái ngày là tôi gặp anh Hưng và tôi dục tất cả thuốc Tây hết, 11 loại thuốc Tây. Nhưng mà tôi cũng sợ chết, nên tôi hỏi anh Hưng ơi, nếu mà em dục thuốc Tây hết rồi em có chết không? Tại vì bác sĩ nói là không uống huyết áp thì huyết áp tăng cũng chết, nhiều cái nào cũng chết hết. Thì anh Hưng mới nói, có chị Hưng nữa, anh Hưng mới nói là cô Yến yên tâm đi, tiểu đường tôi cũng có, rồi mỡ trong máu tôi cũng có, là coi như là huyết áp tôi cũng có. Một cái điều kỳ diệu đó là cái hộp Cardizet. Cái hộp Cardizet anh Hưng chỉ giùm em cho bà con thấy. Thật sự là tôi bị tim. Cái tim của tôi là tôi không theo ở bệnh viện ở dưới nữa, mà tôi phải đi lên trên này, tôi lại bệnh viện Tâm Đức tôi trị. Cứ một tháng là tôi phải chạy lên gặp bác sĩ phó giám đốc bệnh viện tôi trị riêng đó, là 1.000.000 riêng về cái tim của tôi. Mà cái tim của tôi thì cũng xin thưa với bà con là gần như nó di truyền, gia đình tôi bị tim hồi đó giờ. Nhưng mà ngược lại khi mà tôi uống cái Cardizet này là có cái quả tim đó, là tự động cái huyết áp tôi rất là ổn định, và cái tim tôi không trị một cái gì hết trơn, mà bây giờ cái tim tôi rất là bình thường. Bởi vì tôi tới 7 bệnh lận, nên là tôi uống cái phục hồi sinh lực nè, cái Cardizet nè, rồi cái Nizosau, rồi cái tiểu đường nữa, thuốc tiểu đường và cái mỡ trong máu nữa. Đó, tôi uống rất là nhiều thứ, bởi vì tôi tới 7 bệnh tôi sợ chết lắm. Cho ăn thực dưỡng thì hoàn toàn tôi không có ăn muối mè. Tôi không ăn thực dưỡng muối mè, tôi chỉ bỏ cơm trắng, tôi ăn cơm lứt. Và đồng thời là theo như cái mình có cái hình mà tam giác đó, thì tôi ăn theo cái đó, có nghĩa là gạo lứt là ngũ cốc đó, và tôi ăn với rau củ và tép chấu rồi cá cơm đồ này khác, tôi ăn như vậy thôi, chứ còn hoàn toàn tôi không có ăn với muối mè.
Đó là cái mà tôi theo dõi thôi, ăn thường xuyên. Bao lâu thì phải cái cơn bệnh của nhưng mà nó khỏi hẳn? Dạ, sau một năm. Sau một năm là coi như tôi hồi xưa tôi mập lắm, bởi vì ăn đủ thứ chuyện trên đời mà. Tôi tới 61, 62 kg lận. Nhưng mà sau một năm tôi ăn thì tự động người tôi đây bây giờ bà con thấy là xuống được 5 kg. Bây giờ là tôi 55 kg, tôi giữ hoài cái dáng là 55 kg. Bởi vì đúng ra thì tôi cũng muốn xuống nữa. Nhưng mà vừa qua đó, trong vòng 6 tháng gần đây là có hai người chị lớn tuổi ở nhà bị bệnh và cần chăm sóc. Do đó mà tôi đến bệnh viện tôi chăm sóc thì điều kiện tôi ăn nó không được điều độ như ở nhà thì cái ký nó hơi lên. Do đó mà bây giờ tôi cũng muốn xuống ký nữa. Thì qua một năm tôi kiểm tra lại là sức khỏe tôi rất là ok. Tự dưng cái thoái hóa đốt sống cổ tôi thoát gì để đệm, hai đốt. Bệnh viện thống nhất kết luận là hai đốt, tự động nó biến mất hồi nào tôi không biết. Và cái si tĩnh mạch chân của tôi trước đây là phải bắt mang vớ, phải mua đô vớ là 1 triệu là phải mang, mà mang thì rất khó chịu. Rồi tự động tôi không biết sao mà bây giờ nó cũng biến mất, tôi cũng không biết nữa. À, cho nên là chính vì vậy á, thì bây giờ thì sức khỏe tôi rất là khỏe mạnh. Mặc dầu tôi 59 tuổi nhưng mà thường xuyên là tôi lái Honda từ Cần Thơ về Cà Mau, từ Cần Thơ đi Tiền Giang, Bến Tre là tôi chạy Honda đi một mình tôi. Đôi lúc á, thì cũng không nhịn được nên là ăn đôi khi cũng không có kiên cự. Lúc bạn bè đó thì cái đường tôi vẫn phải uống. Tôi vẫn phải uống cái đường mà uống cũng ít thôi. Rồi là tôi vẫn phải uống cái huyết áp với tim, nhưng mà uống tất cả của mình, của cái phục hồi sinh lực này, ở của cái mà thực phẩm chức năng này. Đặc biệt là da mặt của tôi nha các chị em nữ, hồi xưa đó tôi xấu lắm, nó nám nó này kia đó, nó không được đẹp như bây giờ đâu. Bây giờ tôi nghỉ hưu 4 năm rồi nhưng mà bạn bè tôi nó gặp lại nó nói ồ sao bây giờ tao thấy mày trẻ hơn hồi mày còn đi làm. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất về theo thực dưỡng và thực phẩm chức năng. Cảm ơn. À, quý vị biết rồi, hồi nãy tôi có nói đó là cơ thể mình nó rất là khôn, nó biết tự chữa trị. Nếu quý vị tạo điều kiện cho nó, tôi lấy ví dụ, khi cơ thể quý vị có bao nhiêu chứng bệnh, có nghĩa là nó có bao nhiêu cái sự xáo trộn, bao nhiêu cái sự sai trật. Thành ra khi mình áp dụng thực dưỡng, ngay từ cái ngày đầu tiên là mình tạo điều kiện cho nó, mà cái cơ thể như tôi đã nói nó rất là khôn. Thì ví dụ quý vị khi vừa ăn gạo lứt, ăn rau, ăn đậu, thì lập tức á, những cái chất độc nó đã đi theo, nó đi theo cái vỏ cám nó ra ngoài rồi, theo chất xơ rồi. Như vậy là ngay cái ngày đầu tiên nó giải độc, quý vị thấy không? Rồi mỗi ngày nó giải độc liên tục thì chất độc nó ra. Chất độc từ ở trong tế bào mỡ mình nó cũng ra, nó tan ra rồi nó đi theo. Mỗi ngày chất độc nó mỗi đi thì nó đi hết chất độc thì sao? Thì cái tim nó hoạt động tốt hơn, cái gan nó hoạt động tốt hơn, cái thận nó hoạt động tốt hơn. Rồi cùng lúc đó nãy tôi nói quý vị cái dưỡng chất á, ở trong gạo lứt nó có 100% cái chất mà cơ thể mình cần. Dĩ nhiên là cần thêm chút đỉnh rau củ, những cái loại thực phẩm phụ mà mình ăn. Thì như vậy đó, một mặt mình giải độc, một mặt mình cung cấp đầy đủ dưỡng chất, thì cái cơ thể mình nó sẽ từ từ nó chữa từ tim, gan, thận, phổi. Quý vị có biết là tất cả mọi người ở đây đó, nếu quý vị có dịp gặp hết những người thực dưỡng mà từng mắc hàng chục chứng bệnh nan y, quý vị nó hết một lượt một, hết một lượt một, với điều kiện là quý vị có chút xíu hiểu biết và tin chính mình nha quý vị, tin chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước tới giờ đó mình có một cái, tất cả mọi người đều có một cái sai lầm là hay tin người khác mà không có tin mình. À, tôi cũng thấy anh Thụy đây có cầm một số giấy trắng quý vị. Tôi cũng có hai tấm ở đây. Có mấy người hỏi, thứ nhất là ví dụ như bệnh dị ứng có chữa khỏi không? Chúng tôi nói là không cần biết bệnh gì. Không cần biết. Tại sao? Tụi tôi dám nói là nếu quý vị hiểu biết nhiều về thực dưỡng là khắc tinh của bất kỳ bệnh gì. Tuy nhiên, mình phải biết cái giới hạn. Tôi lấy ví dụ, nếu quý vị bị bệnh cấp cứu, như là tiêu chảy nặng, đau thương hàn, đau màng ốc, là do vi trùng nó đang tấn công, dứt khoát quý vị phải vào bệnh viện. Sao? Bởi bệnh viện nó có cấp cứu. Thực dưỡng nó cần thời gian ít nhất là từ 10 ngày trở lên để cơ thể mình nó điều chỉnh. Nhưng mà những cái bệnh cấp cứu đó mà quý vị không cấp cứu đó, là quý vị chết liền trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ. Cho nên thực dưỡng nó có cái giới hạn, có nghĩa là
những cái bệnh mãn tính á, tất cả những câu hỏi nào liên quan tới mãn tính á, chúng tôi cam kết với quý vị là giải quyết dứt khoát, rất dễ dàng, mà thực dưỡng là khắc tinh. Bất kỳ bệnh gì ngoại trừ bệnh cấp cứu, tại vì bệnh cấp cứu quý vị phải đi bác sĩ để người ta dùng những cái phương pháp y khoa tối tân đó, người ta cứu quý vị sống cái đã, rồi sau đó quý vị tìm cách quý vị theo thực dưỡng, thì từ đó sắp sau quý vị không có bệnh nữa. Thì cái vấn đề là đặt ra ở đây nè, tại sao mình mắc bệnh quý vị? Tại vì mình không cho cái cơ thể mình cái khả năng chữa bệnh. Mình đẩy vô mỗi ngày bao nhiêu cái thứ chất dơ, chất độc, thì nó tối ngày nó lo cứu mình sống trước, thành ra làm sao nó chữa bệnh được. Quý vị thấy không? Mình tối ngày mình cứ đổ vô mì gói là vua giết người. Coca ngày hôm nay đó, hãng Coca nó công nhận là nước uống nó gây ung thư. Hồi xưa nó không công nhận. Hồi đó tới giờ tụi tôi nói rất nhiều chuyện này mà không ai nghe trên đời. Quý vị biết á, tại sao cơ thể mình nó làm hay vậy? Tại trời xanh nó vậy á. Miễn là mình đừng ép nó quá độ. Ép có nghĩa là gì? Là mình đẩy chất độc vô. Quý vị tưởng tượng coi, bây giờ cái chữa trị tại sao mà hầu hết những nền y học khác nó chữa cái bệnh mãn tính rất là khó khăn. Tôi lấy ví dụ nhỏ đi, ví dụ như bệnh tiểu đường. Tiểu đường là do cái lá lách nó yếu, mà lá lách nó yếu thời gian nó không sinh ra được insulin, nó không tạo ra insulin để hạ đường. Rồi cái cơ thể mình nó ù lì đó, nó không có nhận đường. Thì như vậy đó, khi mình đi bác sĩ nói liền bệnh này chết mang theo. Là tại sao? Tại vì mình cứ dùng một cái thuốc insulin ở ngoài đưa vô. Khi mình đưa insulin ở ngoài vô thì lá lách mình nó càng ù lì hơn. Thì cái phương pháp thực dưỡng nó làm mạnh cái lá lách lên, nó làm cho cái tế bào nó chuyển hóa và nó nhận được. Thành ra thực dưỡng nó chữa tiểu đường từ gốc. Tôi dám cam kết với quý vị, chúng tôi có rất nhiều cái cuốn sách mà lúc gần đây, ví dụ như một cuốn này thôi, hoặc là trong cuốn 33 câu hỏi, cái cuốn này thì trang 9 trang 10, chúng tôi có viết cái bài nói về cách chữa dứt điểm bệnh tiểu đường. Thì đây quý vị thấy nè, tôi dám cam kết như cuốn này tôi có trang 9 trang 10, mấy cuốn sách cũ thì nó có trang 8 trang 9, trong cuốn 33 câu hỏi thì trang 14, chỉ có 2 trang thôi. Mà tôi dám nói một câu danh dự với quý vị, ai mà bệnh tiểu đường không cần biết bao nhiêu năm, 20 năm, 21 năm đang chích insulin, đọc đi rồi làm đúng đi, chưa có người nào chưa hết bệnh hết. Hồi nãy tôi chưa giới thiệu quý vị, anh Thanh Bạch là bị tội tiểu đường đột biến, tức là đó bệnh viện khám phá ảnh là đường 300 mấy. Tới gặp anh Tài có anh tuần lễ sau trở về 108, là tại vì anh vừa bị áp dụng liền. Còn na ai mà bị lâu năm thì chịu khó theo cái bản hướng dẫn, tôi có 2 trang à, trong cái cuốn 33 câu hỏi là trang số 14, cách chữa dứt điểm bệnh tiểu đường. Thì như vậy đó, quý vị thấy rõ ràng cái khác nhau là cái gì? Là thực dưỡng nó chữa ngay gốc. Thành ra đó, ví dụ như tại sao nè, như cá nhân tôi, từ hồi theo thực dưỡng tới giờ không có biết bệnh là gì. Có đi bác sĩ nhưng mà xin thử máu coi cái máu mình nó xấu hay tốt. Thì tôi mấy người bạn tôi bác sĩ không à. Thành ra anh Duyên anh nói vậy, anh nói cái điều mà đồ Hưng ăn nó không có cái dinh dưỡng gì hết trơn trọi, tên là gạo lứt, rau, không có cái gì hết trơn. Mà lạ một cái là cái chỉ số trong máu Hưng, cái gì người ta cần nhiều Hưng có nhiều. Anh Duyên anh lớn hơn tôi 12 tuổi. Anh nói là cái gì tôi cần, người ta cần ít thì tôi có ít. Cái gì muốn trung bình là tôi có đủ trung bình. Mà không biết bệnh gì hết trơn. Bất kỳ bệnh gì không biết. Không biết là tại sao, tại vì không có bệnh. Mình đâu có chữa gì đâu, là tại vì cơ thể mình nó đã tự chữa rồi. 90 cân. Cân đối với người miền Bắc là ký đó quý vị. Mà khi quý vị biết rồi, 90 ký là dư cân thừa ký dữ lắm. Mà khi một cái đống mỡ như vậy trong cơ thể mình á, nó chứa toàn chất độc không hả? Là tại sao? Tại trời xanh vậy á, nó có mỡ để nó rút cái chất độc nó không đi ra được. Thành ra cái người này mà muốn chữa bệnh chỉ cần ăn gạo lứt, ăn rau, ăn đậu, rong biển là tối đa 3 tháng hoàn toàn bình phục. Là tại sao? Tại mỗi ngày nó thải độc ra, hễ thải độc ra đó thì cái tế bào mỡ nó chết. Hễ mà cái độc ra khỏi nó chết à. Tế bào mỡ nó sanh ra để nó giữ độc. Mà nó tồn tại là nhờ cái gì? Nhờ hóa chất, nhờ đường. Quý vị ăn cơm trắng nó nhiều đường. Quý vị ăn cơm lứt là cái đường nó đủ cho mình chứ nó không đủ cho tế bào mỡ. Mà không đủ cho tế bào ung thư nữa. Thành ra đó,
Cái ăn tôm lứt là tế bào mỡ, nó thứ nhất nó thoát chất độc ra khỏi nó, thoát ra là cơ thể mình nó đẩy vô cái đường tiêu hóa mình đi cầu ra ngoài. Mà hễ mình hết mỡ thì sao? Hết bệnh. 1991, tôi có bà chị, con bác hai tôi tên là Lương Kiến Châu, tôi là Lương Trùng Hưng. Bà chị tôi ở Ôn Môn, Cần Thơ, tôi ở bên Úc. Và viết vào cái thơ tôi đọc tôi khóc liền quý vị, là bởi vì đó, bà bị ung thư não. Mà bà nói á, chị đâu tôi nói đó, là chị mồ côi từ nhỏ em ơi, cho nên chị đau khổ dữ lắm. Mẹ chị mất sớm, bây giờ chị nhìn hai đứa con của chị thấy cuộc đời của chị nó xám ngắt à. Mà em, anh, chị ước mong em cho chị một cái số tiền đủ để chị giải phẫu cái đầu, để cắt cái ung thư trong não, để mai ra chị sống được vài tháng để mà chị thấy mặt con chị. Tôi nói em rất là thương chị, nhưng mà em không có cho chị giải phẫu, em cho tiền chị ăn thực dưỡng, em gửi sách cho chị mà chị làm theo, em hứa em tiếp tục em cung cấp tiền. Vì chị nghèo, chồng đi dạy học, chị thì đi bán một cái xề nhỏ, bán kim chỉ ngoài chợ. Thành ra khi mà tôi ép chị vô con đường thực dưỡng á, thì chị sau này chị mới nói với tôi là đâu có sự lựa chọn đâu, có một con đường thôi là phải ăn thực dưỡng. Thì chị ăn bệnh nó hết thì nào không hay, mà những người khác thì chết hết rồi, chừng 3 năm là chết. Bây giờ là năm 91 là 25 năm sau, chị rất là mạnh khỏe. Rồi chị, quý vị biết chuyện gì xảy ra không? Vì nhà nghèo, hai đứa con nó vừa học lớp 9, lớp 10 lúc đó, thì tiền tôi cho trung bình là 200 hoặc 300 một tháng, thì thời điểm đó rất là lớn. Cho nên chị nói dùng để chữa bệnh với chị thì chưa tới 100 là đủ rồi, chưa đủ 100 để sống, để mà mua gạo lứt, để mà mua rau, để mà ăn. Hai đứa con đi học, vì nó nghèo mà cho tiền nó đi học thì nó học rất là giỏi, rồi nó lên Sài Gòn, rồi nó học đây. Thằng con trai là thằng nhỏ, đứa chị là lớn. Thì hai đứa nó học rất là giỏi, vì gia đình theo thực dưỡng mà. Thì cái mai nó tới, cái may mắn đó là cái phong thủy của cơ địa mình đó. Cho nên hai đứa nhỏ, đứa lớn đó, nó học giỏi, nó ra trường, sau đó nó lấy chồng là giám đốc dầu khí ở đây. Thằng em trai tên thằng Khuyên, nó làm kế toán cho công ty ngoại quốc, rồi nó làm giỏi, nó lên chức nhanh, nó nộp đơn, nó đi định cư ở Úc. Nó vừa qua Úc á, không có tiền nhưng mà cần nhà, đi vay đi mượn đầu này đầu kia, mua cái nhà đầu tiên. Khoảng chừng 2-3 tháng sau lên giá, lời được 150-200 ngàn. Thì lấy cái tiền lên giá đó, đi vay thêm tiền mua cái nhà thứ nhì. Cũng 2-3 tháng sau nó lên giá, lời được 200 ngàn đi mua căn nhà thứ ba. Thành ra đó chưa giáp năm, nó dư 1 triệu đô la, mà nó không có tiền. Quý vị thấy đó, cái thực dưỡng nó vậy đó, tức là nó thay đổi, chẳng những nó hết bệnh, đương nhiên cái đó khỏi, không có nghi ngờ gì hết nếu làm đúng. Hết bệnh rồi nó thay đổi cái cơ địa của cái người bệnh đó, vì nó thay đổi cơ địa nó giống như cái phong thủy vậy đó. Cho nên tất cả cái rủi nó đi te te hết, tất cả những mai nó dồn tới. Bây giờ tôi hỏi lại quý vị, nếu chị tôi đi giải phẫu, chắc chắn chị chết rồi. Chị nói chị đi khám bệnh 20 người để chết hết, không có người nào sống, có mình chị sống à. Mà nếu chị chết thì hai đứa nhỏ nó bơ vơ, làm sao có tiền đi học. À mà nó bơ vơ thì làm sao nó cơ hội mà nó học lên đại học, nó lên đây nó làm việc cho công ty ngoại quốc, làm sao nó định cư Úc. Cụ thể câu hỏi thì cái tài khá là trong lòng, cái ý trong câu hỏi là nó là cái biểu hiện để mà biết là mình ung thư não, và khi mình áp dụng thực dưỡng thì cái biểu hiện giải độc nó như thế nào? Đầu tiên quý vị, hầu hết những người bị ung thư não nhức đầu kinh hoàng, vì cái tế bào ở trong não nó sinh sôi nảy nở, nó bung, nó ép cái óc mình á, tức là đau nhức tới cái độ gần như là bao nhiêu thuốc cầm đau bên tay là uống gần như là không thấm thiết gì hết, nhức kinh hoàng, nhức bằng vỡ cái đầu ra luôn. Nhưng mà khi ứng dụng thực dưỡng á, tối đa là 10 ngày là nó nhẹ liền, nó nhẹ là không đau không nhức, nó giảm rồi. Khi quý vị thấy không đau không nhức mà đầu óc sáng suốt, cái cơ thể nó khỏe mạnh, thì quý vị biết là trên đường bình phục rất là dễ dàng. Mà ứng dụng thực dưỡng, quý vị ở đây, tụi tôi mình đa số nhiều người thì họ có thể tiếp cận mấy cái internet á, quý vị chỉ đánh cái chữ ung thư để khoảng trống, chấm một cái hoặc gặp một cái để khoảng trống bếp thực dưỡng, thì quý vị sẽ tìm ra hàng chục bài nói về ung thư của thực dưỡng. Dĩ nhiên là trong đó chỉ luôn cách nấu ăn, cách ăn uống rất là nhiều. Bên cái mạng mà thực dưỡng VN cũng có, nhưng mà VN thì hơi khó tìm chút, bên thực dưỡng, bếp thực dưỡng thì dễ tìm hơn. Rồi nếu quý vị muốn thì qua Phương Lan mua sách Sự thật đằng sau bệnh ung thư, thực dưỡng cho người bệnh ung thư, cách nấu ăn phòng chống ung thư, có đủ hết.
Quý vị chỉ đọc theo đó làm là hết bệnh, không có gì hết trơn. Mà nếu có cái gì không biết á, gọi anh Tài. Sở dĩ tôi nói giới thiệu cái những cái thuốc hồi nãy đó là chẳng qua là gì đó. Đây là công ty duy nhất trên thế giới mà thế giới Tây Phương quý vị. Nó làm thuốc không có quá chất, không có gì hết trơn. Trời, mà anh em thực dưỡng tôi đem vô ứng dụng thì ai cũng hết bệnh rất là nhanh. Đó thì chị Hồng đây là những cái thí dụ ha cô. Là chỉ là coi như là chuẩn bị để mà chết. Là tại vì bệnh nó nặng quá rồi. Nó chỉ uống được nước cháo thôi chứ không ăn được cơm nữa. Vậy mà tụi tôi cho uống cái này với cái này. Là vài bữa là chỉ ăn uống được. Đó thì quý vị thấy là tụi tôi làm cái này từ lúc giới thiệu cái này về đây là 6 năm rồi. Năm nay năm thứ 7 quý vị. Mà chưa có trường hợp nào phản tác dụng, tức là cái người đó bị bệnh nặng thêm. Chưa có. Tức là người đó giảm bệnh thì có, chứ nặng thêm thì không có. Dĩ nhiên là nếu mà so với tiền Việt Nam thì người ta nói mắc. Nhưng mà nếu quý vị mua thuốc á, cái chuyện quan trọng nhất á, là coi cái công thức nó là cái gì. Thì tất cả những cái loại thuốc tôi giới thiệu nè, quý vị lấy cái công thức nó, quý vị ra Hải Thượng Lãn Ông mà quý vị đi mua á, nó mắc hơn tụi tôi bán 3 lần cho tới 4 lần. Tức là tính theo cái hàm lượng đó quý vị. Nghĩa là tụi tôi nói như vậy để quý vị thấy là tụi tôi không nhằm mục đích kiếm lời. Và tôi nói với quý vị là từ hồi mà tôi với anh Tài mà lo nhập đồ của thực dưỡng của Nhật về bán, đem thuốc của Úc về bán, anh Tài biết rất là rõ. Những anh em chúng tôi á, có 7 năm tôi lỗ 300.000 đô la đó quý vị. Chứ không phải đi kiếm lời đâu. Người ta chửi tụi tôi là ham ăn, ham lời. Không có quý vị, bán có lời chút đỉnh nhưng mà chi phí rất là cao. Đó, vì cái số bán mình rất là ít. Đó, thành ra quý vị đừng có tưởng là tụi tôi giới thiệu tôi bán là tụi tôi kiếm tiền, không có đâu. Tụi tôi muốn quý vị hết bệnh. Chứ tụi tôi không có muốn quý vị mua thuốc để tôi làm giàu. Mà trái lại khi quý vị đã hết bệnh rồi, tụi tôi không có khuyến khích quý vị uống thuốc. Tụi tôi khuyến khích quý vị theo thực dưỡng để khỏi tốn tiền. Tất cả bệnh gì không cần biết, quý vị áp dụng thực dưỡng. Chúng tôi dám cam kết quý vị rất là rõ ràng, bệnh nó giảm từng ngày, giảm từng ngày. Còn quý vị có thể cảm nhận được điều đó. Mà nếu thấy cái gì khó khăn thì cứ gọi anh Tài tới chỗ Phương Lan. Tụi tôi có sách vở, tụi tôi có đầy đủ những cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho quý vị. Dạ. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chính bữa nay mà chúng ta quên hồi nãy giờ là vấn đề bị bệnh ung thư cho người nữ. Đó là cái đề tài mà chúng ta đi sâu vào. Hồi nãy giờ chúng ta đã có nhiều nhân chứng rồi, cũng như sự hướng dẫn của anh Hưng là tại sao mình bệnh, ăn uống sai lầm như thế nào. Và trong cái đề tài chính khi nói về thực dưỡng thì chúng ta phải nói như anh Hưng nói đó, là ngay cả ngày tuổi tỉnh Hải Thượng Lãn Ông ngày xưa thì đã sử dụng thực phẩm chức năng rồi. Tức là những bài thuốc về đông y đó từ ngàn xưa đã sử dụng rồi. Và ngay cái người mà tổ sư của cái ngành thực dưỡng này là ngài tiên sinh Osawa thì cũng có để lại chúng ta một món thực phẩm chức năng, đó là trà mu. Nó gồm 2 công thức, một công thức là 8 món và một công thức 16 món. Nó chính là thực phẩm chức năng hết sức là kỳ diệu, mà cả cuộc đời của ngài chỉ chế được có một món một thôi, đó là trà mu thực phẩm chức năng. Và ngài tuệ tỉnh thì để lại chúng ta không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu. Thì do đó nếu chúng ta có điều kiện, nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta từ đây chúng ta đi ra ngoài cấp, chúng ta không điên chạy gì mà đi bộ hay là đi xe gắn máy, chúng ta leo lên cái xe hơi, thì như thế chúng ta cần kết hợp với một số thực phẩm chức năng. Tức là chúng ta không điên gì là đi xe gắn máy, nếu có người nào có xe hơi cho chúng ta đi nhờ hoặc có điều kiện thì chúng ta tăng cường thực phẩm chức năng, thì cái tác dụng hiệu quả nó quá là rõ rệt. Quá là rõ rệt, sau đã 4-5 năm rồi. Mà ngay giai đoạn đầu tiên tôi cũng không bao giờ tôi nói. Chính anh Đương nói anh ơi nó hay lắm anh à, cả Mỹ cũng biết nè, Úc Đại Lợi nè, nó nổi tiếng lâu rồi, sao anh không chịu nói? Tôi không nói là không nói quý vị, tôi xin nói thật, tôi không nói. Mà đến ngày nay thì tôi thấy sự kết hợp nó quá tốt đẹp, mà cũng như người xưa đã kết hợp rồi, thích người đã kết hợp rồi. Bây giờ mình đi vào cụ thể cái vấn đề đó lại. Bây giờ chúng ta nay nghe nè, nghe kỹ hết sức quý vị, còn không bao nhiêu thời gian đâu. Quý vị sẽ nhẹ ngay ngày hôm nay thôi. Nếu quý vị nghe cho kỹ, quý vị có thể trị bệnh được ngay ngày hôm nay mà thôi. Đó là cái chúng ta phải thu thập cho bằng được ngay trong buổi họp này, thì như thế mới gọi là nó có hiệu quả. Và nó không có uổng công quý vị đã đến đây nghe, cũng như tôi với anh Hưng và cái quý vị đây đã bỏ công cực khổ mà ráng mà nói quý vị. Rồi, giờ chúng ta đi cho chỗ nào? Chúng ta nắm luôn, nhớ luôn, đừng quên chữ quân bệnh. Đừng quên có một chữ một thôi. Ăn uống thế nào, uống thực phẩm chức năng thế nào, tợ phương thế nào, tắm cát thế nào, ngâm mông lá cải thế nào. Đó là để chi? Để cơ thể trở về quân bệnh. Bây giờ chúng ta thay đổi cái này, chúng ta sẽ nhẹ bệnh này. Từ do đó, cái thứ nhất, từ đây chúng ta không coi bệnh tật là một kẻ thù nữa.
Mà bệnh tật chính là một cái cơ báo nguy, một cái hồi còi báo động do cái cơ thể chúng ta ăn uống sai lầm. Như anh Đức nói, ăn uống đi đứng nằm ngồi sai lầm thì cái cơ, chính cơ thể nó tạo thành bệnh tật. Quý vị thấy kỳ cục chưa? Cái này là cái phiền. Nó làm cái gì đây? Khi chúng ta ăn bún mắm, tôi chỉ dụ nhiều lần, chúng ta ăn bún mắm chúng ta bị tiêu chảy, như vậy thì chúng ta bị bệnh tiêu chảy, phải không quý vị? Đúng không? Ủa, cái cơ một đạn là do vi trùng nó tấn công, nhưng mà chính cái cơ địa của cái cơ thể chúng ta nó sốt lên, nó nóng lên. Nếu nó sốt nó nóng thì có tốt không quý vị? Đâu có tốt. Nó làm một cái việc bất quân bình, nó tạo một cái bệnh, tức là cơ thể đã gây một cái bất quân bình để lập lại quân bình. Thì tất cả các bệnh tật chúng ta nguyên do là đó, là do đó chúng ta thay đổi suy nghĩ là đừng có oán thù bệnh tật nữa thì chúng ta đã nhẹ bệnh rồi. Và từ đây tất cả bệnh tật, lý do có vi trùng thì con cái nói nữa, ngày xưa có nói là vi trùng là bạn thân không nổi quý vị, bạn thân không được, vi trùng làm sao bạn thân được quýnh chúng ta. Nhưng nó vô hại khi mà cơ thể chúng ta quân bệnh. Nếu chúng ta giữ được quân bệnh thì chúng ta cái vi trùng hoàn toàn vô hại. Đấy, cái chỗ này phải nhớ rõ. Và nếu chúng ta mà đã mất quân bệnh rồi thì chính vi trùng nó tấn công chúng ta, nó giết chết chúng ta đấy. Nó nhớ chỗ này chứ không phải là vi trùng đó là bạn thân đâu. Thành ra nhớ, bệnh tật là một hồi còi báo động, chính cơ thể chúng ta tạo ra bệnh tật để chúng ta lập lại quân bình. Tôi ví dụ, bây giờ trong một cái nhà của chúng ta, cái đường phố không có bỏ rác nữa, không có xe rác đi đâu quý vị, thì chúng ta đem rác về, như cơ thể của mình nè, nó đem rác về, ăn uống chất độc, nhìn hương nó chất độc đủ thứ, nó tìm cách nó để vô mỡ. Nó để vô trong mỡ, nó để giấu trong đó, chất độc không ở trong. Cũng như chúng ta còn không có xe đổ rác, chúng ta phải kiếm một cái phòng bỏ rác, bỏ vô một cái phòng đó. Đó chính là bệnh tật đâu quý vị. Cơ thể tìm một chỗ cho mày bệnh để những phần còn lại được sống. Cho đó đừng quan trách bệnh tật nữa. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta không buồn nữa. Chúng ta nói không, trời ơi đất hỡi sao mày gieo bệnh chúng ta. Không có quý vị, chính quý vị đã tạo nên bệnh này. Hoặc là trong bào thai, hoặc là quý vị nhớ không, chúng ta không oán thù bệnh tật nữa, chúng ta hối lỗi là chúng ta sống sai lầm rồi. Chúng ta tìm một cái hướng đi, chúng ta thay đổi một cái nếp sống, chứ không phải chúng ta đi trị bệnh thì chúng ta đúng được. Còn nếu chúng ta để đi đến đây để nghe để trị bệnh thì một thời gian nào quý vị bệnh trở lại nữa, vì quý vị nghĩ hết bệnh rồi tôi ăn chi nữa. Lại nhớ không, chúng ta đi đúng đường thì công an không phạt, 20 năm sau đi trái đường thì ông công an cũng phạt nữa. Tới giờ mình đi vô cụ thể đây. Rồi, thì cái thực dưỡng nãy anh Hương nói rồi, chúng ta ăn uống những món quân bình, những món mất quân bình đừng ăn, và ăn những món quân bình, đó là cái thứ nhất, nhớ chưa? Rồi đây là những cái bí mật này, cái nó quên chốt nè. Trong những cái bệnh về ung thư ngực, cấm đắp nước gừng, những cái sai lầm nhỏ thôi, còn cái chung chung như anh Hương nói đầy đủ trên mạng hết rồi. Trong 33 câu của tôi đó, tôi nói cái nào không ăn, 20 món, 25 món đủ hết trơn. Chúng ta nói ra đây nó tốn thì giờ. Đây những cái mà người ta không biết đây. Cái thứ nhất, không được ăn muối mè nữa. Nếu có ăn thì có 1/3 muỗng muối mè mà thôi. Làm ơn dùm tôi, riêng ung thư ngực. Đây là tôi trở lại cái đề tài này. Cái thứ hai, không được đắp nước gừng giai đoạn đầu tiên, mà chỉ được đắp cao cái sọ mà thôi. Sau đó 2 tuần lễ thì mới được đắp nước gừng, từ 3 đến 5 phút rồi đắp cao cái sọ. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba mà cô Đào kìa, cô Đào nãy thành công là tắm cát biển. Thì ở trong sách tôi cũng nói rồi, không có lo. Trong cái mấy tập mỏng lét có đủ hết. Làm sao để tắm cát biển cho đúng cách, chế cao quả sọ thế nào, đắp sau rồi cho nó không ngứa. Tuyệt vời đó quý vị. Và quý vị uống tôi thêm một cái loại thực phẩm chức năng để cho chống không có tùy thuộc áp huyết, là cái viên IGRV, là viên lúc trước cô Đào uống. Và sau này là chính cô Hồng đó, với lại cô Yến đó, uống là thêm cái IMRV, là cái viên mới ra. Nó chuyên chống ung thư, nhưng khổ thay tôi kinh nghiệm cái viên này đó, nếu mà bình thường thì 2 viên, mà bệnh ung thư nó phải tăng lên tới 4, 5, 6 viên quý vị. Rồi nó xuống, nó mới là chúng ta sẽ giảm lại, giảm từ từ rồi chúng ta bỏ luôn. Như nãy anh Hương nói đó, không phải uống luôn, không uống suốt đời quý vị, thời gian bỏ luôn. Đấy, nó hỗ trợ chúng ta giống như đi ra ngoài cấp mà chúng ta đi sơ vậy. Rồi thì mình nói trở lại ung thư nữa. Còn cái gì nữa? Cái tốt đẹp nhất cho người bị ung thư ở ngực, nó là cái củ ngưu bán quý vị. Ngưu bán chứ không phải ngưu bàn. Ngưu bán nó là cái chứ. Còn một món nữa tốt hết sức toàn bộ cho bệnh ung thư chúng ta, nó là cái mì soba. Nó là mà bột hắc mạch nãy anh Hương có nói qua đó, lẹ quá, tam giác mạch đó mà anh Hương có nói qua rồi đó. Quý vị không chú ý, cái món này nó tốt hết sức cho toàn bộ, từ nhất là người ung thư vú, quý vị, ung thư yết hầu, ung thư ở phần rỗng,
rỗng, phổi là ngực nè, vú nè, các cái ung thư phần rỗng và ung thư ở dạ dày, thì cái món mi số 3 là cái tam giác mạch này hết sức là tốt đẹp quý vị. Thậm chí giai đoạn ban đầu bỏ luôn gạo lứt cho bố mẹ mà chỉ ăn nó không quý vị. Ăn một thời gian hết một cách di kỳ, chỉ có cái đặc biệt ung thư da ăn vô thì chết. Ai ung thư da ăn vô thì nguy. Thấy quý vị thấy không, coi chừng cái này, học cho tới nơi tới chốn, nó lợi cho cái này thì nó hại cho cái kia. Chỉ riêng của người ung thư da ăn vô thì chết thôi, nguy hiểm thôi. Nói mà nhớ cái bệnh này nhớ ha, không được ăn muối mè, tôi lặp đi lặp lại rồi, trong trường hợp bị ung thư ngực, và không được đắp nước gừng giai đoạn ban đầu, không thì nó phát tán dữ dội luôn. Không phải hết, hầu hết gì 100 loại bệnh ung thư ngực thì trong đó kinh nghiệm của tôi khoảng có 5 tới 7 trường hợp vừa đắp vô một cái đi nhà thương liền quý vị, nặng liền, nó dữ dội liền quý vị. Thành ra chúng ta e dè đây, những cái sai lầm này là tránh. Còn ăn thì bây giờ đầy đủ hết rồi, trên mạng trên sách vở biết là bao nhiêu quý vị. À, không ăn cái gì có đầy đủ, qua bên Phương Lan quý vị xem. Tôi không có thì giờ nói ở đây, hơn là ông Thủy đứng kế bên tôi biết hết giờ rồi. Nào, tôi còn nói đang tiếp tục nữa quý vị. Thành ra quý vị đừng có lo. Quý vị hỏi bệnh đây thì thực sự là nó ngoài cái đề hôm nay rồi. Không phải là không muốn trả lời, nhưng mà làm sao mà đủ đây. Nhưng quý vị đừng có lo 7 bệnh, 10 bệnh, 12 bệnh hết cùng một lúc, chữa bệnh này nó hết bệnh kia. Thành quý vị đừng có lo. Đừng có lo là sao, trời ơi tôi nhờ tôi hỏi bệnh là giờ lo cái gì, cái này thông tôi hỏi lỡ rồi đám lời cho tôi. Không cần, không cần. Chỉ lo giống như người ăn ung thư vú đi thì tất cả tiểu đường ở bên tim biến mất. Đây nè, 7 bệnh 10 bệnh hết, trị bệnh này hết bệnh kia. Tiếc là bữa nay có một vị là trưởng bếp, cái người đang ăn sô-cô-la suốt quý vị, bị gì trưởng bếp quý vị, bị ung thư. Thì cô ta vừa bị viêm gan vừa bị tiểu đường, như là anh đừng nói đó, mười mấy năm rồi đâu có chết, không sợ, nhưng mà bị ung thư rồi quý vị. Tiếc thay là người đó hứa đến bữa nay, chắc là bữa nay không có đến. Thì thưa, bữa nay ung thư, bệnh ung thư nhẹ rồi chứ chưa có hết hẳn. Không có chữa bệnh tiểu đường và viêm gan siêu vi nó hết thuốc hồi nào á, khám lại thì ung thư thì còn. Còn cái bệnh tiểu đường, bác sĩ nói sao bà đâu mất tiêu bệnh tiểu đường rồi, bà đâu có chữa. Tại sao? Vì nó không có chữa từng bệnh, nó điều chỉnh, nó chữa hết toàn bộ cơ thể của mình. Đấy, nhớ cái chuyện này. Và ngày nào chúng ta ăn đúng thì hết bệnh, ngày nào chúng ta ăn trật bất quân bình bệnh nữa. Nhớ cái điểm này, do đó mà người ta bệnh lại đó. Cái gì nhớ không? Nhớ riêng ung thư. Còn cái điểm gì của này, đó là hai cái mà quý báo nhất ung thư ngực. Và đắp cao quay, khoai sọ. Nếu nó có vết thương, tôi lặp lại luôn nè, nếu nó chưa có vết thương, tức là chưa có rò, thì chúng ta đắp cao khoai sọ lên hết toàn bộ, làm sao cho không ngứa thì tôi đã nói trên mạng rồi, nãy tôi có chỉ chỗ đó. Không còn thì giờ, nếu nó có lỗ rò rồi thì thưa quý vị đừng đắp thẳng trực tiếp lên vết thương. Nhớ đừng đắp thẳng trực tiếp. Còn riêng cái ung thư não nãy nói thì tôi có bổ sung thêm, bệnh ung thư não thì cũng đắp cao khoai sọ nó tan, cũng ăn thực dưỡng nó tan. Ăn thực dưỡng sao? Anh Hằng cũng nói rồi, trên mạng đủ hết mà, trong 33 câu nó dẹp lép về này quý vị coi có đầy hết rồi. Anh Trung An Minh, cô Phương Lan, chúng ta không còn thì giờ giới thiệu đã nói đây nữa. Như thế nào? Nhưng nếu ở những cái bệnh ung thư ở đâu, ở não chẳng hạn đó, thì nó tức cười quý vị. À quên, cái điều này quan trọng hơn nữa. Khi nào cơ thể trở về quân bình, hồi sáng giờ mình nói đủ thứ rồi, thì mình phải biết là khi nào cơ thể chúng ta trở về quân bình. Quân bình tức là vừa phải. Quân bình là vừa phải, do đó ăn cái gì cũng được, mà miễn là làm sao? Ăn ngon, ngủ yên, phân đi cầu nó chặt, nó có khuôn lớn, nó mạnh nổi mặt nước. Đó là cơ thể quân bình quý vị. Nếu bà con chúng ta ăn không muốn ăn cái gì ăn, miễn làm sao phân đi cầu chặt, nó nổi trên mặt nước là không có bệnh, là giữ được quân bình. Ngày nào mất quân bình nó chìm liễm, nó nhỏ nhẹt, ăn sao cho nổi lên trên trở lại, hết hết bệnh. Đó quý vị, dễ không? Dễ hết sức rồi, có nhớ cái dược điểm đó thôi. Bây giờ trầy đó là cái hộp đen, chúng ta không biết trong này nó làm cái gì trong này. Nó gọi là cái hộp đen, chúng ta nhìn cái đầu ra mà đúng thì cái đầu gồ đúng. Ăn cái gì đi, muốn ăn gì ăn, làm sao cho nó phân đi cầu chặt, nó có khuôn lớn nổi mặt nước, ăn ngon ngủ vậy là được rồi. Thấy không, dễ không? Rất là dễ. Cho nên đừng có suy nghĩ là nên cái món này tốt, món kia tốt, mà phân định là từng thứ như thế là đi sai. Mà giữ được cái quân bình, quân bình là chính. Như nãy tôi nói rồi đó, tiên sinh có khoai lang tây không, để giữ được quân bình, chứ đâu có gạo lứt gạo cơm gì đâu. Bây giờ tạm gọi là yên rồi. À, nhớ ha, nhớ cái điểm của cái ung thư ngực gì là gì? Không được đắp nước, nước gừng, không được ăn muối mè quá 1/3 muỗng cà phê. Và hai cái món quý báu của nó là gì? Một là xích tiểu đậu, hai là ngưu bán, thứ ba là cái gì? Riêng ung thư ngực nè. Thứ ba là gì? Mi số 3. Quý vị thấy không? Đó là nhiêu đó là quý vị yên tâm rồi. Hết sức dễ quý vị ơi, hết sức dễ dàng quý vị. Và bằng cớ nói thì là nó không có thực nghiệm lâm sàng quý vị coi đầy, biết bao nhiêu người hết. Cô Đào về đây là hai người sốc đất quý vị. Sốc đất hai bên, gặp tôi là sốc đất hai bên.
Sau khi ăn cà lứt với mẹ gần 3-4 tháng kiệt quệ đi không nổi rồi, về đã uống thêm nước dừa nữa là mổ mũ trong này không, nói không được. Thế là tôi cho ăn thực dưỡng là như nãy ông nói đó, cách ăn. Thôi tôi nói một chút xíu cách ăn, còn trong sách có rồi. Cách ăn như nãy ông nói là võ sĩ quánh lộn, nãy cổ nói đó. Tức là đánh rồi thủ, thủ rồi quánh bập 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 bập, cái là ngồi thủ. Tức là ăn đi vòng hoài. Ăn gạo lứt muối mè 1, 2, 3, 4 bữa gì đó tùy. Da có da có thịt thì ăn lâu. Còn không có da có thịt ốm nhom nhách thì ăn cho tôi một bữa thôi. Một bữa ăn gạo lứt với muối mè thôi quý vị. Làm ơn ăn cho một hôm thôi. Rồi xong ăn thêm cơm gạo lứt với rau củ. Nếu ăn chay thì tới đó là dừng lại. Rồi xong nếu có thì ăn thêm súp cá. Súp cá vài con cá nằm ở đâu thì có 2-3 cá ăn được thôi. Rồi trở lại ăn cơm không. Cứ đi hoài, cậu nói nãy nó quánh như võ sĩ quánh lộn rồi thủ thế rồi quánh lộn. Cứ đi vòng vòng. Chớ có ăn một thứ hoài thì không được. Ăn đi vòng vòng hoài, thay đổi hoài luôn phiên, thay đổi đa dạng thì bệnh rất cần hết quý vị. Không cần phải ăn gạo lứt mè cho đến còn da bột xương thì cái đó đã sai một ly đi một dặm. Tiểu trường hư hết và cái mao trạng ruột ở tại đường ruột mình nó cháy không còn cái gì nếu uống nước gạo rang thêm, hết cứu. Quý vị biết là khi người ta đi vô quá khích, người ta nói rằng bây giờ muốn hết bệnh phải nhai 200 lần một miếng cơm, phải nấu bằng nồi đất, phải bao nhiêu chuyện khó khăn lắm. Nhưng mà kinh nghiệm tụi tôi, thực tế tụi tôi đó, là ví dụ như hỏng răng thì sao mà nhai. Bây giờ hôm nay mới hỏi nè, rất là hay. Quý vị lấy máy để sinh tố đó, đánh cho nó nhừ ra, nó thành nước sền sệt đó, rồi chưng nó lại, rồi bỏ vô miệng mình nhép giống như là mình nhai vậy đó, dễ ợt, hiệu quả như nhau với điều kiện quý vị chịu nhép nhiều cái. Rồi kế tiếp nữa, có những người hỏi ăn khó quá, khó thiệt quý vị. Bất kỳ một sự thay đổi nào nó cũng phải đòi nghị lực, nó đòi rất nhiều yếu tố. Khó là vạn sự khởi đầu nan, tức là mới bắt đầu rất là khó. Nhưng mà tại sao nó khó quý vị biết không? Tại cái cơ thể mình nó quen rồi, nó quen đường rồi, nó quen thịt rồi, nó quen trứng rồi, nó quen sữa rồi, nó quen cơm trắng rồi. Quý vị đụng cái bảo ăn cơm lứt không chịu ăn đâu, thiệt á. Mà bây giờ dễ lắm, là quý vị biết á, ở ngoài chợ đó nó có bán gạo lứt đồ 90.000 2 kg. Gạo lứt đồ là nó nấu rồi quý vị, nó luộc chín rồi nó phơi khô, mình nấu lại dễ ợt mềm như cơm trắng vậy. Cái thứ nhiều quý vị mua gạo Vibagaba 70.000 1 kg, nhưng mà nó đã cho mềm nảy mầm rồi, nó sấy khô lại nấu rất là mềm. Rồi cái thứ ba, chịu khó. Thứ nhất á, mà nếu có nồi áp hơi là tốt nhất, còn nếu không á, ngâm gạo, ngâm qua đêm cũng được, ngâm 4-8 tiếng cũng được đó. Rồi khi mà mình làm cái gì cho nó dễ đi, giống như bây giờ mình nào tới giờ liệt giường liệt chiếu phải tập ngồi trước, rồi mới tập đứng, tập đi, rồi mới tập chạy. Quý vị nhớ một điều rất là rõ ràng nha, rất là rõ ràng. Ngày nào mà mình không làm việc, không nhúc nhích tay chân, cơ thể mình đi xuống quý vị. Nó đi xuống. Quý vị nhìn thấy những người đau mà liệt giường liệt chiếu á, không có nhúc nhích một thời gian, nó cứng tay cứng chân hết, bắp thịt không có nhúc nhích được, nhúc nhích rất là đau. Thành ra phải bóp dầu, bóp tay, bóp chân. Thì đó là trời sinh vậy đó, là mình phải đi tới đi lui, phải vận động. Phải, bên dược dưỡng nó dạy thế này. Tụi tôi bên bệnh á, thì mỗi lần đi chợ đó, lái xe đó, khó kiếm chỗ đậu xe. Dược dưỡng nó khuyên mình đậu xa xa đó, đậu chừng 500 thước cây số á. Để làm chi? Để dễ đậu. Rồi mình đi bộ, tại ít vận động quá. Rồi ví dụ như tụi tôi đi ra mà những cái vùng mà có nhà nhiều tầng á, ai cũng bấm thang máy. Cô Yến là chứng kiến nhiều nhất á, tôi ở khách sạn cổ, tôi ở lầu 3, lầu 4, tôi chạy thang bộ không. Tôi chạy te lên, tôi chạy te xuống. Tất cả mọi người nói ông Hưng này, ông ở khách sạn, ông đi thang bộ, không đi thang máy. Tại vì phải có cái cơ, cái vận động cơ thể nó cần như vậy đó, làm cho máu huyết nó lưu thông. Máu huyết nó lưu thông thì cái chất độc nó mới tống ra được. Cái người bị ung thư là người gì? Là cái người ù lì, không nhúc nhích, không làm việc. Cho nên những cái mao mạch, quý vị biết á, cái mạch máu nhỏ nhất tôi gọi là mao mạch. Cái mao mạch đó, giống như quý vị nhìn một cái cây, nó có cái thân, rồi cái cành, rồi cái nhánh nhỏ, rồi cái nhánh nhỏ nữa thì cuối cùng ra tới cái lá. Thì cái mạch máu mình nó cũng vậy, nó có cái động mạch lớn, rồi động mạch nhỏ, rồi nó phân nhánh từ từ. Thì trước khi nó đi ngang những cái chỗ mà không cần thiết lắm, nó có rất nhiều mao mạch. Ở mấy cái đầu tế bào ngoại biên là mao mạch, ở trong tử cung có nhiều mao mạch.
trong đùm trứng có nhiều mau mạch, tại vì ở chỗ đó nó không có tiêu thụ nhiều chất dưỡng chất. Mà hễ nó có mau mạch đó làm sao? Nó có trì trệ, là tại mình ít vận động, máu huyết không có lưu thông, thì cái tế bào của cơ thể mình á, nó là tế bào sống, cho nên mỗi giây mỗi phút nó đều hút cái chất dinh dưỡng, nó ăn xong nó nhả chất dơ, rồi nó đổi, tức là nó lấy cái oxy mình đưa vô á, nó tiêu hóa xong nó thảy carbonic ra. Mà quý vị không vận động thì sao? Thì cái chỗ đó nó chua, axit nhiều. Axit ngày này qua ngày kia thì nó đột biến, một số tế bào nó chịu không nổi thì nó chết. Nhưng mà nó ráng nó sinh tồn thì nó là ung thư. Ung thư là hậu quả của cái chuyện ù lì, tức là không chịu nhúc nhích, không chịu vận động thân thể. Hậu quả của ù lì, dĩ nhiên nó có nhiều thứ tạo ra ung thư lắm, mà một trong những cái là không vận động, không nhúc nhích. Và quý vị biết á, rất nhiều cái thí dụ khác nhau mà người thực dưỡng cần phải hiểu biết và học. Ăn chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái phần quan trọng nhất, lớn nhất, thở. Hít thở sâu và chậm để làm chi? Để cái phổi mình nó làm việc. Cứ ngồi một chỗ thở từ tè 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 nhẹ 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 hoài, cái phổi mình nó không làm việc thì ung thư phổi. Mỗi ngày phải tập hít thở sâu và chậm. Rồi có điều kiện á, quý vị phải ra biển chơi. Chỗ nào có cái không khí trong lành là tại sao? Tại ở trong thành phố mình á, xe gắn máy nhiều quá, xe hơi nhiều quá, mà cái hơi nó thải ra là cái gì? Carbon monoxide, là CO gì, không có cái số 2 đó, cái đó chết người. Mà tất cả quý vị đây, tôi cũng vậy nữa, máu huyết của mình là 50% nó mang CO. Vì CO nó vô rồi nó không ra được, phải ra biển, phải thở không khí trong lành, phải hít thâu và chậm. Bởi vậy quý vị ở trong này nè, mà quý vị ra biển chừng 4 tiếng hồ sau nó khỏe, là 100% cái máu mình nó giải phóng CO, nó giải phóng cái carbon monoxide. Thành ra tất cả những cái gì thực dưỡng dạy là gì, ăn uống chỉ là một phần thôi, mình phải biết thở, phải biết đi đứng nằm ngồi, anh Tài anh kể đủ thứ á. Mà nếu mà mình chỉ nhắm một thứ duy nhất mà ăn không á, ban đầu thì nó hiệu quả đó, tại cái cơ thể mình nó dơ quá cho nên nó thải độc, nó hiệu quả đó. Nhưng mà tới giai đoạn sau nhiều khi nó không hiệu quả. Rồi có những cái điểm cơ bản đó, tôi nói quý vị, anh Tài anh nhắc đi nhắc lại hoài á, đừng có nghĩ là bệnh chữa hết bệnh rồi thôi, không hết quý vị. Tụi tôi chứng kiến á, 10 năm sau ngày ung thư, ăn một bữa tiệc ê hề, tái bệnh trở lại, chết liền, cứu không được. Cứu không được. Và tại sao? Tại cái tế bào nó quen rồi. Nó quen gạo lứt, nó quen rau, nó quen đậu. Tự nhiên quý vị để gan gà, thịt trâu, thịt bò, thịt heo, rồi tôm hùm. Dĩ nhiên là một cái môi trường mà axit nhiều quá, ung thư nó bùng lên một cái rồi là lần này nó rút kinh nghiệm rồi. Lần trước nó bị mình ép nó xuống, nó giống như nó khuất phục, nó nằm đó nó chờ, nhưng mà nó không làm gì được hết. Bây giờ mình đưa một đống vũ khí cho nó, không khí dơ rồi lại thịt cá trứng đường sữa, nó bùng là chết. Tất cả mọi người ung thư, quý vị nhớ nha, bất kỳ bệnh gì quý vị cứ việc ăn thoải mái, mà hãy bệnh trở lại ăn đúng hết. Nhưng mà riêng bệnh ung thư không có cơ hội lần thứ hai, quý vị không có cơ hội lần thứ hai. Tụi tôi đã chứng kiến hàng trăm trường hợp như vậy, không có cơ hội lần thứ hai. Một khi đã là ung thư rồi, tụi tôi dí nó như tấm thảm bay vậy đó. Tấm thảm nó bay là sao? Mình ngồi trên tấm thảm đó mình không té, không rớt, không chết. Quý vị bò khỏi tấm thảm chết liền. Bò khỏi tấm thảm có nghĩa là quý vị ăn thịt, ăn trứng, ăn đường sữa chết liền. Chết không cứu được. Không cứu được lần thứ hai. Thành ra đó, cái đề tài ung thư này rất là hay ở cái chỗ, quý vị một khi đã dùng thực dưỡng như chị Hồng, như cô Đào, như chị Liên Hoa đã dùng thực dưỡng rồi rồi mà khuất phục ung thư sống rồi đó, làm ơn trân quý cái cuộc sống của mình, làm ơn biết rằng trời đất cho mình một cái cơ hội thứ hai. Đừng bao giờ xa rời thực dưỡng, vì thực dưỡng nó cung cấp dưỡng chất tốt nhất, cái gì cũng tốt nhất, nó cho mình tránh hết tai họa bệnh tật. Là có phải là thực dưỡng là nó đồng nghĩa với lại là ăn chay hay không, tức là thực phẩm chay hay không? Và ở đây cho mấy gì người ta thắc là ví dụ như là chúng tôi dùng cái thực phẩm chay mà có bán sẵn trên thị trường á, ở đây tôi không nói một cái thương hiệu cụ thể, tức là những cái thực phẩm chay bán trên thị trường có tốt hay không, và thực dưỡng có đồng nghĩa với ăn chay hay không? Yeah. Chúng tôi xin trả lời dứt khoát, chay không phải là thực dưỡng, mà thực dưỡng không phải là chay. Hai cái nó khác nhau.
À, mà rõ ràng như ban ngày, vì người ăn chay đó họ vẫn ăn cơm trắng, họ ăn đường, họ ăn mì gói, ăn uống coca là những thứ chết người. Họ ăn dừa, họ ăn kẹo, vì sao? Vì bị ức chế quá, không được ăn thịt cho nên bay qua, xoay qua, ăn rất nhiều bột ngọt, ăn rất nhiều đường, mà tất cả những thứ đó là gây ung thư hết. Thành ra chay với thực dưỡng nó khác. Rồi bây giờ thực dưỡng có ăn chay không? Không phải ăn chay. Bằng cớ là ông trời cho mình bốn cái răng nè, răng nanh. 4/32 răng nanh để ăn cái gì? Con chó, con mèo, con cá sấu, răng nanh để ăn thịt. Nhưng mà con người mình đang ăn gì? Tại răng nanh mình nó khác răng nanh con cá sấu, răng nanh mình răng nanh cùng. Răng nanh này ông trời cũng sanh để ăn cá con, tép con. Thấy không? Rồi nhìn cái hàm răng cửa, 8 cái. Cặp bắp, cắn rau, cắt hoa quả, đó là những thứ trời cho mình ăn, mà ăn theo cái tỷ lệ nào cho nó hợp lý. Mình có 20 cái răng hàm với tiền hàm để nhai hạt, nhai đậu. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết, những người mà sống dai nhất trên thế giới, những cái bộ tộc như nãy tôi nói đó, là họ không có ăn những thức ăn quá nhiều chế biến. Là quý vị thấy mì gói hồi xưa làm gì có, bởi vì hồi xưa đâu có nhiều ung thư, gần như không có ung thư. Hồi xưa làm gì có coca, hồi xưa làm gì có sô-cô-la, mà hồi xưa là làm gì có gạo trắng mà ăn. Ông bà mình hồi xưa ăn gạo giả, gạo giả là cám còn nguyên. Thành ra những cái khôn ngoan mà những cái mình tưởng tốt nó giết mình không hay, giết từ từ, giết từ từ hết. Cho nên thực dưỡng nó đơn giản lắm. Quý vị nhìn lui lại, hỏi lại coi chính bản thân mình cái gì cần nhất cho mình. Đừng có đi nghe người ta mà mua viên thuốc bổ. Viên thuốc bổ nó loại sơ hết trơn rồi. Tụi tôi anh em thực dưỡng vẫn có thể uống nước ép rau củ trái cây, nhưng mà uống xong nước ép đó, làm ơn nấu cái bả đó ăn giùm tôi. Tại sao? Chất xơ ở trong không đó quý vị. Quý vị uống cái chất dinh dưỡng rồi mà quý vị bỏ chất xơ là tự sát. Thành ra muốn ép trái cây được, muốn ép rau củ được, uống cho nó đã cái miệng đi, giữ cái bả đó lại giùm tôi, chiều nấu ăn, làm ơn cái. Chứ không phải là cái gì cũng chiết xuất, không có. Viên vitamin chiết xuất nó dục hết trơn rồi, nó lấy lại chút thiếu cái chất mà nó cho ABC vào trong đó thôi. Rồi khi nó thiếu ABC nó đưa cái chất, nó chế biến ở trong phòng thí nghiệm, nó chế ở trong kỹ nghệ. Ăn quá học không. Mà tôi dám nói với quý vị đó, bất kỳ cái viên thuốc bổ nào ngoài thị trường, ngoại trừ cái này ra đó, đều có hóa chất, chất bảo dưỡng. Mà người ta không hiểu cái đó. Quý vị đừng có tin quảng cáo, đừng có tin người ta, tin mình nè, tin chính bản thân mình. Mà tôi nói thêm một ví dụ, xin phép vài phút nữa. Quý vị nên tin bác sĩ không quý vị? Gia đình tôi bác sĩ không đó quý vị. Con gái tôi là giáo sư dạy bác sĩ, huấn luyện cho bác sĩ chuyên khoa về mắt. Gia đình tôi bác sĩ, anh em bà con bên nội ngoại bác sĩ dữ lắm. Và tôi nói tại sao quý vị tin 50%. Khoảng năm 1991, tôi có người bạn tên là Võ Hữu Niên. Cái này tôi có thể tôi kể rồi. Ảnh mới cưới vợ Việt Nam qua. Ảnh thì lớn tuổi như tôi vậy đó, mà vợ thì trẻ hơn. Cho nên mới cưới vợ qua thì gặp tôi thì tôi xuống ăn đậu lứt không à. Ai gặp tôi thì tôi cũng đưa tài liệu, tôi kêu ăn thực dưỡng. Hay chồng cũng nghe lời cũng ăn thực dưỡng. 3 tháng sau có thai. Có thai thì trên nguyên tắc á, bên bệnh nó chăm sóc sức khỏe cũng kỹ lắm, là phải đi khám định kỳ, khám hoài. Mỗi vài tuần là đi khám coi cái thai nó tiến triển làm sao. Đẻ ra 2 đứa con nó khôn vô cùng. Bây giờ nó là nó học đại học hạng nhất hạng nhì không. 2 đứa không có tật tuyền gì trơn trọi. Đó là một trường hợp quý vị. Một trường hợp. Trường hợp thứ nhì là con của tôi, thằng Áp Út á, năm nó 15 tuổi vậy, nó chơi thể thao, tại tôi khuyến khích con tôi chơi thể thao mà. Nó chạy làm sao, cái bắp thịt chân này nó xoắn một cái, nó đau dữ lắm. Mà lúc đó tôi đi ngoài chợ làm ăn, tôi không có nhà, bà xã tôi chở vô nhà thương Liverpool. Thì cái ông bác sĩ mà giải phẫu á, ông nói bà xã tôi ký vô cái giấy này nè, ông sẽ mổ cái bắp thịt xoắn nó cắt đôi ra, ông xây nó lại. Ông khâu, khâu từng cái thớ thịt, khâu từng cái mạch máu, khâu từng sợi dây thần kinh. Nhưng chỉ có một cái, thằng nhỏ này suốt đời không được chơi thể thao thôi. Bà xã tôi gọi cho tôi nói dẹp nó qua bên, chở về nhà cho tôi. Bà xã nói, giờ nó đau quá, tôi nói kệ nó, đau kệ nó, không sao hết, chở về cho tôi. Chở về thì ở tại những khu chợ Việt Nam, lúc đó có tên ông Trần Diệu Giai là ông thầy mà chặt khớp đó, sửa gân á. Tôi chở nó xuống, tôi gặp ông lấy thuốc rượu, ông thoa, ê. Chịu đau một cái cho mày, tao xé, tao xoắn một cái là mày hết liền hả? Ông xoắn một cái, nó á một cái là 2-3 bữa sau nó chơi thể thao như thường.
Thành ra quý vị thấy á, tại sao tôi tin bác sĩ 50%? Tại cuộc đời tôi nó dạy tôi vậy đó. Tôi tin tôi tới 51% quý vị. Tôi tin người khác có 49% mà. Cuộc đời tôi nó dạy tôi vậy đó. Thinh mình lớn tuổi rồi, thậm chí bây giờ mình yếu rồi đó, còn nhỏ nhưng mà mình bệnh nặng quá rồi, nhai không được, mỏi rồi quý vị. Thì anh Hưng có nói câu rồi quý vị nhớ cho kỹ, tức là mình xây sinh tố thì mình ăn được. Mình ăn được thì thậm chí nếu mà không nhai được thì mình trẹo trạo. Trẹo tạo tức là mình bỏ vô miệng, mình làm vậy là xong, cho ra nước miếng thôi, ngậm cho lâu. Ngậm cho lâu, nếu nhai không được, không còn cái răng nào thì ngậm cho lâu ra nước miếng, như thế là được rồi. Nhưng nó còn một cách nữa rất là tiêu hóa rất là nhanh, là chúng ta ăn kem gạo lứt chứ không phải ăn cơm gạo lứt. Mà cô Hồng đã áp dụng đó, tức là khi tôi nói cô Hồng thì cô uống ván cháo gạo lứt, cô có ăn cơm được đâu. Cô uống ván cháo gạo lứt mà. Đó, cái cách nấu ván cháo thì quý vị phải biết. Lại quý vị nhớ đi, cái cách nấu nó hơi nhiều kê, có gì quý vị hỏi. Còn cái nấu kem gạo lứt thì nó dễ hơn. Là như thế này, chúng ta lấy cơm gạo lứt, chúng ta đổ vô 7 phần nước, nấu thành cháo gạo lứt, tán qua cái rây, đó là kem gạo lứt đó quý vị. Nhớ không? Tại sao tán qua cái rây? Là vì cái vỏ gạo lứt rất là tốt, nhưng mà nếu như anh Hưng nói mà lúc mình xây mình ăn đó, mà mình thấy cái phân đi cầu bị nó không có nhai được, thành ra cái lúc đi cầu nó còn cái vỏ gạo lứt, thì chớ có ăn cơm gạo lứt hay là gạo lứt xay nữa, nó không có tiêu. Thì chúng ta phải ăn kem gạo lứt trong một thời gian, rồi chúng ta mới bắt đầu như cô Hồng đó, là từ từ ăn chút cơm gạo lứt trộn với chút cơm trắng. Đây cô Hồng rõ ràng hồi nãy cô nói đó, thì từ từ chúng ta thấy không có vỏ gạo lứt trong phân thì lúc đó ăn cơm gạo lứt được rồi. Quý vị nhớ ha, đó là cách ăn trẹo trạo, cho ngậm cho ra nước miếng. Quý vị nhớ, mình lớn tuổi rồi, yếu rồi, nhai không được. Đó là cái mà tôi bổ sung. Còn cái nữa, nãy nói ăn chay có phải là thực dưỡng hay không, thưa quý vị? Đây, cái này, lời này là có một người bác sĩ lúc trước đã chống đối với tôi rất là dữ. Nói anh nói tôi thấy không hợp lý, anh nói là anh nói ăn mặn. Anh nói anh khuyến khích người ta ăn mặn trong cái cuộc sống này, là nói thật sự, ông nói một câu rất lại, ăn chay, ăn mặn là sát nhân. Câu nạn văn của tôi, câu của một người bác sĩ, ăn mặn là sát nhân. Tôi nhà thưa anh nói gì tôi không có cãi, nhưng thưa, cái thực dưỡng nó giúp cho cả người ăn chay lẫn người ăn mặn không bệnh tật. Tôi thấy không biết bao nhiêu người ăn chay bị ung thư quý vị. Xin lỗi, ăn chay thật là cao quý. Và cái cuộc sống chúng ta, nếu chúng ta tuân theo như nãy anh Hưng nói, thuận thiên giả, giả tồn, nghịch thiên giả vong, tức là chúng ta muốn trở về với cõi đạo, hay là ngày xưa gọi là đạo trời, sống phù hợp đạo trời chứ không bệnh tật đó, thì chúng ta sự thật nói con đường ăn chay là con đường thật là cao quý. Có gì đúng không vậy? Nhưng mà thưa, ăn chay trong khi chúng ta bệnh tật, chúng ta ăn chay 5-10 năm rồi được, tôi là cái nguy nè. Nếu chúng ta vì lý do ăn gạo lứt muối mè, ăn thực dưỡng đó, hết bệnh rồi 1-2 tháng trước thì ăn mặn, thì cái lúc mà mình ăn thực dưỡng mình áp dụng chay thì nguy, cứu không nổi. Đấy, nó khổ cái chỗ này đây nè. Rồi nãy tôi nói đề tới nhất rồi ha. Hình như anh Thủy nói mình muốn thống kê lại. Thì thưa, thực dưỡng nó đã có cái nghệ thuật thực dưỡng này, nó xuất từ ở cái nguyên lý âm dương, là triết học Đông Phương đó, và nó có từ 4.000 năm trước rồi, nãy tôi có nói rồi đó. Và nó qua với chúng ta thì nó đã nhiều hàng ngàn vị tiền bối giúp cho chúng ta, nó gọi ngày xưa gọi là thuật nhiếp sinh hay là thuật dưỡng sinh. Rồi sau này đó, trong thế kỷ 20, khoảng giữa thế kỷ 20 thì chính thì sinh nó qua thống kê lại, hệ thống lại, chứ không ai ngày đặt ra, ngày thống hệ thống hóa lại, ngày gom góp hết lại. Hết sức mang ơn Ngài, vì nếu không có Ngài thống kê lại thì chúng ta không xong. Từ đó tôi mới truy nguyên lại, tôi học lại cái 4.000 năm trước thì đã có rồi, quý vị. Đã có rồi, chứ không phải là từ khi tiên sinh có mà đã có rồi. Đó là cái từ 4.000 năm trước, đó là nền triết học Đông Phương. Lấy quân mình là chính, quân mình sự sống là chính, quý vị. Đó thì nói tóm lại một chút xíu, thì không còn thời giờ nữa rồi. Rồi, mình tiếp tục nữa, gì? Nãy tôi nói tiếp rồi, còn những cái nè. À, nói vậy đủ rồi ha. Như vậy đó là có từ 4.000 năm qua rồi, và ngài mình mang ơn cho ngài tiên sinh qua là hồi năm giữa thế kỷ 20 thì ngài đã hệ thống quá và lặp lại với cái tên là tân dưỡng sinh chứ không phải là thực dưỡng. Và tôi nghĩ cái tên đó đúng hơn là tên thực dưỡng. Như nãy tôi có nói rồi, nó bị còn hít không khí rồi tắm nắng như anh Hương nói, chứ đâu phải ăn không mà xong. Do nó giữ dưỡng sinh đúng hơn là giữ thực dưỡng, tôi nghĩ vậy thôi. Bây giờ mình tiếp tục nói cái câu tiếp ha, quý vị, nói cho tôi tóm tắt hết thì giờ rồi. Bây giờ cái ăn chay thì như vị như thế này, là cái nghệ thuật thực dưỡng nó giúp cho cả người ăn chay lẫn cả người ăn mặn. Sự thật người ăn mặn ăn chay trên thế giới chỉ giỏi lắm là 500.000 người mà thôi, và 6.5 tỷ người kia còn ăn mặn. Như vậy chúng ta bỏ người ăn mặn cho ai? Hồi đó anh đang nói tôi đó, anh còn nói còn cho ăn mặn tức là anh là sát sinh, anh là người sát nhân. Ăn mặn là sát nhân, không phải là lời của tôi.
Bây giờ thật anh ta không ăn chay, nhưng mà anh nói câu đó tôi nghĩ là, tôi nói thật anh, tôi giúp cho cả người ăn chay là người hồi phải đi đến cái chỗ này, đạo phải đi đến chỗ này, tôn trọng cái sinh mạng của sinh vật cũng như tôn trọng sinh mạng của mình. Nhưng khổ thay, giỏi lắm là 500 triệu người à, là ăn chay được, còn 6 tỷ rưỡi người mình bỏ chay, thì thực dưỡng là đã cứu luôn cho cả người ăn chay lẫn cái người ăn mặn, quý vị. Hết sức là cao quý, nó không bỏ ai hết quý vị, nó không bỏ ai, người ăn chay cũng giúp hết bệnh được, mà người ăn mặn cũng được, quý vị thấy không? Không có bỏ ai hết trơn vậy. Còn chúng ta ăn chay, chúng ta nói anh ăn thịt, ăn còn ăn thịt cá, tôi đi chỗ khác chơi, tôi không chơi. Vậy thì mình chơi với ai? Mình loại hết 6 tỷ rưỡi người. Mình vì có 500 triệu người trong cái giống như mình thôi, mình bỏ hết 6 tỷ rưỡi kia ngồi ăn mặn, ai cứu đây? Thì nói từ từ, hướng dẫn từ từ, rồi ăn từ từ được. Hả quý vị thấy không? Thấy không? Chứ không có phải là nó không giúp được cho người ăn chay hay là người ăn mặn đâu quý vị. Rồi, riêng cái gạo nạn, gạo lứt mua mẹ, thì chỉ có hai bệnh cấm ăn gạo lứt mua mẹ thôi. Tuyệt đối cấm ăn. Bệnh teo thận hay là bệnh ung thư ruột thì được ăn. Ung thư, xin lỗi, ung thư ruột và ung thư dạ dày, chớ có ăn cả gạo lứt lẫn cái muối mè. Vậy ăn cái gì? Ăn cái kem gạo lứt nãy tôi nói đó, hay là ăn cái của anh Hưng nói đó. Không tiêu cái gì à? Nó không tiêu, ăn sao ra vậy à? Giờ nó ung thư dạ dày rồi ăn cái gì ra vỏ gạo lứt không là quý vị ăn nữa quý vị chết. Bị nó rất là khó tiêu, nó y ạch, không tiêu. Thì hai bệnh đó là cấm tuyệt đối không ăn. Còn kia là như Hồng ăn đúng rồi nè. Cổ uống ván cháo, cổ thêm chút cơm trắng như cơm nước, cổ trộn có ăn. Nhai riêng rồi thấy cái phân không có vỏ thì bắt đầu ăn cơm nước. Đúng hết sức. Cổ đi con đường, con người đi con đường đúng đắn rồi đó. Rồi bây giờ tới bệnh nè, quý vị. Rồi quý vị đây nè, quan trọng. Như vậy tại sao chúng ta bị bệnh ung thư? Phải trả lời cho ra. Tại sao bị ung thư mà ung thư ở não? Rồi tại sao bị ung thư ở ngực? Rồi tại sao có người bị ung thư dạ con không mà toàn là quanh dưới này, còn có người thì bị ung thư trên cần cổ phía này không à? Này, chúng thì như anh Hưng nói, nếu chúng ta đã tìm được nguyên nhân, chúng ta sẽ chữa được bệnh. Di truyền có cái đủ thứ, bây giờ Tây Y nói thì thôi đủ thứ hàm bà lằng, môi trường, di truyền, hóa chất đủ thứ. Phải không quý vị? Nhưng mà cái chủ yếu mà chúng ta nhìn ra thì tôi đã nói biết bao nhiêu người quý vị về thử nghiệm nha. Tất cả các đảm động vật thuộc âm tính. Nghe này quý vị, để quý vị biết tại sao quý vị bị ung thư. Và quý vị truy nguyên để quý vị thấy hoàn toàn gần như là hầu như là chính xác. Tất cả những người ăn thịt heo, thịt bò là thú bốn chân. Nghe này, thú bốn chân. Thì quý vị bị ung thư từ đây trở xuống. Ung thư ruột, ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư trải tràng, ung thư bàng quang, ung thư tử cung, ung thư dạ con. Đó, quý vị bị đó. Quý vị nhớ ha, gần như 95% là chính xác. Tôi đã thử nhiều lần. Quý vị ăn hải sản. À, nghe hải sản quý ha, ốc, ít cá cái và những đạm âm, kể cả nước cốt dừa, mà những đồ âm đó, những trái cây, cá cái đạm, nó bị ung thư từ đây trở lên quý vị. Mà đa phần bị ngang đây là bị ung thư là trái cây, nước cốt dừa và hải sản bị ung thư ngực, bị ung thư vú quý vị. Đây, tôi trở lại vấn đề đây. Bị ung thư vú là do nó nè. Phần lớn đó quý vị. Còn bị ung thư não là do quý vị ăn cái thứ mà, cái con những con chim, hai chân, con gà, con vịt, trứng gà, thì ung thư đây quý vị. Đa phần 95% chứ 97% ung thư não. Tôi hỏi 100 người đủ hết 100 người quý vị, trúng bon. Mà không có thì như ăn chay bị ung thư trở lên quý vị. Hết sức kỳ dị là ăn những cái loại mà thịt gà thịt đồ, ung thư trở lên quá dị không quý vị? Kỳ không? À thấy đó, cũng không lạ, tôi đã giải thích rồi. Thôi không giải thích đây để quý vị biết là do chúng ta ăn sai lầm, do chúng ta ăn không đúng mà từ cái chất bổ, nó là những cái chất bổ. Những cái loại động vật, đạm động vật nó rất là bổ, chứ không phải là nói là nó không bổ đâu, không nên ăn đâu. Nhưng mà chúng ta ăn quá trớn. Chúng ta ăn dù như một cái con, một chút xíu, một cái gà giò, chúng ta ăn một cái đùi gà giò hay là mấy miếng gà kho ăn đâu có chết quý vị. Chúng ta ăn bao nhiêu? Chúng ta sáng gà giò, trưa rồi trứng gà, các ăn liên tục. Rồi tới thịt bò, bún bò, giò heo, ngày nào cũng ăn. Quý vị ăn 2-3 bữa ăn bún bò, giò heo đâu có chết quý vị. Đâu có chết. Quý vị ăn quá trớn. Nhớ không? Ăn quá trớn, đạm động vật, bốn chân thì ung thư chạy rơi xuống. Ăn hải sản và những đồ âm, nhất là ăn chay. Quý vị ung thư tại đây trở lên quý vị. Ăn chay trường bị ung thư mới đau chứ. Vì thấy không? Đó, nhớ cái này. Và tôi lặp lại, có hai bệnh không nên ăn gạo lứt muối mè mà ăn kem gạo lứt với ván cháo gạo lứt, đó là trường hợp là ung thư dạ dày và ung thư thận. Và trường hợp đó nhớ, không được ăn kem gạo lứt. À, cảm ơn hết sức là quý vị đã dành rất nhiều thời giờ để còn một vài phút nữa quý vị nán ở lại có một vài câu hỏi nữa. À, tôi cũng mong mỏi là trong tương lai gần quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục liên tục tổ chức nhiều cái buổi nói chuyện như thế này. Thì chúng tôi hy vọng lần tới mình sẽ giãn cái thời giờ nhiều hơn để quý vị đặt nhiều câu hỏi hơn. Và tôi có cơ hội tôi sẽ kể quý vị nghe
cái chuyện vui thực dưỡng, kinh nghiệm và trong cái suốt cuộc đời mà mình theo thực dưỡng mà nó thú vị cái gì, nó khó khăn cái gì. Có anh kia chạy lên hỏi một câu mà chúng tôi nhắc mắt là anh nói là cái cậu đứt nó với là cái cậu biết rồng nó phải là một không? À, nó gần như là một mà nó không phải là một. Cái lý do gì nè, gạo lứt á là tất cả những hột lúa gạo của mình mà tróc cái trấu á thì cái đó là gạo lứt. Nhưng mà huyết rồng là một giống mà sau khi cái giống đó tróc cái vỏ trấu, cái hạt nó đỏ tươi đó, đỏ đậm đó, đó là huyết rồng. Thành ra huyết rồng cũng là gạo lứt. Gạo lứt cũng có thể là huyết rồng mà cũng có thể không, bởi vì nó có gạo lứt trắng, có gạo lứt dài, gạo lứt tròn. Mà mình ở đâu ăn gạo lứt ở đó nha quý vị. Tức là quý vị ở Việt Nam ăn gạo lứt Việt Nam, tôi ở Úc ăn gạo lứt của Úc, là tại vì cái cơ địa của mình á nó phù hợp với cái phong thổ. Thì cái phong thổ nó trồng lên cái gì mình ăn cái nấy thì nó tốt cho cơ thể mình hơn là mình ăn cái đồ nhập cảng nó gây xáo trộn cơ thể mình.